Chào các bạn, mình đến từ Dược liệu Hải Đăng. Sản phẩm ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn đó là sản phẩm cao lá sen. Thì lá sen thì rất là quen thuộc với tất cả mọi người rồi. Bình thường thì các bạn cũng hay mua các lá sen khô về uống, uống để giảm cân này, rất là nhiều công dụng. Nhưng mà khi các bạn sử dụng cái lá sen khô thì các bạn sẽ phải mất cái thời gian, thứ nhất các bạn phải rửa đi này, đun lên này, mất khá nhiều thời gian. Thì hiện tại thì đã có dòng cái sản phẩm cao lá sen mà bên mình đang phân phối, thế là sản phẩm cao lá sen đặc. Khi sử dụng rất là tiện dụng, là các bạn chỉ cần lấy hai cái thìa cà phê thôi, các bạn pha với 1 lít nước sôi, sau đó các bạn dùng cả ngày. Với công dụng thì công dụng đã ghi rõ ở trên sản phẩm rồi: an thần này, kéo dài giấc ngủ, ổn định nhịp tim, ổn định đường huyết, chống co thắt cơ trơn, chống tràn phản vệ. Và cái công dụng mà nhiều người quan tâm đó là công dụng giảm béo, giúp giải độc, phòng ngừa và chữa trị béo phì, phòng trị bệnh huyết áp cao, mỡ máu cao, chống xơ vữa động mạch, bệnh mạch màng tim và viêm túi mật, chống oxy hóa, chống HIV, gan nhiễm mỡ, tốt cho bệnh nhân đái tháo đường. Đây là cái hũ cao lá sen với cái trọng lượng là 200 g. Với một cái mô hũ này thì các bạn có thể sử dụng được tầm độ 20 đến 25 ngày. Về cái hình thức mua hàng thì các bạn có thể điện thoại trực tiếp cho mình qua số điện thoại 0972 917 280. Các bạn có thể qua cửa hàng tại địa chỉ ngách 68 trên 45 ngõ 68 đường Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, Hà Nội. Và các bạn ở tỉnh xa thì bên mình có thể chuyển qua bưu điện. Thì thường thì bên mình chuyển qua Viettel. Các bạn nhận hàng và thanh toán tiền về bưu điện. Các bạn mua một hũ này thì cái tiền ship sẽ là 30.000. Các bạn mua từ 2 hũ trở đây, từ 4 hũ trở lên thì các bạn sẽ được free ship. Ngoài cao lá sen thì bên Dược liệu Hải đang còn phân phối rất nhiều các loại cao khác, như là cao Trinh Nữ Hoàng Cung này, để chữa u xơ này, cao Artiso, cao X mẫu, với cao thiệt canh, cà gai, cao xạ đen, rất nhiều loại, rất là tiện dụng.